cô chú chị Lãm. Nhớ Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Nhớ Huyền nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay gia đình của Huyền thì cũng Huyền với con gái Huyền và cháu Huyền sẽ cùng thưởng thức gỏi cuốn tôm thịt chấm với sốt tương nha cả nhà, kèm thêm là gà rán giòn, khoai lang chiên. Còn đây là của con gái Huyền là món là bánh canh cua nha cả nhà, bánh canh cua. À, còn mình giải khác là xì tin nha cả nhà. Thì Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cho gia đình của Huyền nha. Thì bữa nay con trai Huyền cũng ngồi mía bên đó, bữa nay ông xã Huyền cũng ngồi mía bên đây, không ai chịu vô hết nha ông bà cô chú. Bữa nay là 30 Tết rồi ông bà cô chú ơi. Thì Huyền cũng không quên xin chúc cả nhà, năm cũ đã qua, năm mới đã tới, thì Huyền xin chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và an lành, vạn sự thì như ý, làm gì thì được nấy nha cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình của Huyền nha. Đây, để bưng cái tô bánh canh xuống cho con gái một cái. Ăn bánh canh xong rồi ăn đùi gà ha. Giờ để mẹ lấy chén xớt đi, cái này cái tô này nhiều quá. Lấy chén xớt. À, Huyền đã múc bánh canh ra cho con gái Huyền một chén, ông bà cô chú. Thì bây giờ Huyền sẽ lấy gỏi cuốn cho ông xã Huyền với con trai Huyền ở ngoài nha. Thì hôm nay một mâm này là 10 cuốn gỏi cuốn với 5 cánh gà với khoai lang lắc một phần nha ông bà cô chú. Bây giờ Huyền lấy gỏi cuốn ra cho ông xã Huyền. Mà ông bà cô chú chị bảo là nhí con mà ăn. Rồi gọi giỏi con ăn đi con mời ông bà cô chú chưa? Dạ. Hả, con mời ông bà cô chú chưa? Dạ mẹ. Giỏi. Ăn gỏi cuốn với Huyền trước nha cả nhà. Nè. Ăn đi. Con ngồi kéo lên con, ngồi kéo lên nữa. Rồi con ăn đi. Con múc từ từ ăn đi. Không. Huyền mời ông bà cô chú nha. Cũng mời ông bà cô chú dẹp bạn với con nha. Dẹp cái ly nước đá này qua bên ra quên nữa. Cũng mời sao. Ăn gà hả? Ờ à, lấy, để mẹ lấy cho. Để mẹ lấy cho. Ăn cánh luôn à? Ờ à, ăn cánh à. Ăn cánh không chị? Dạ con ăn đi. Cảm ơn mẹ. Trời ơi. Mời ông bà cô chú ăn. Mời ông bà cô chú dẹp bạn ăn cho gà tới con. Gỏi cuốn là món ruột. Ăn cỡ nào quầy lại ăn cũng ngon chứ không ngán. Ngon không bà cô chú à? Ngon anh. Gỏi cuốn này nè ông bà cô chú. Thì Huyền cuốn không có khéo đâu, cái này Huyền đặt mua ông bà cô chú. Huyền đặt mua thì cái này mỗi một cuốn như vậy là 6.000. Huyền đặt chục cuốn là 60.000. Ngon không? Con gái Huyền á mê ăn gà rán không bà cô chú? Bỏ cái chén bánh canh này nè. Nó lo ăn gà rán nè. Ừ quên nữa. Thì mà ông bà cô chú uống xì tin nha. Để đưa. Từ từ con, sao mà con la làng chứ vậy? Từ từ à, thì ra là nó la đặng chị phải không? Cho kịp đặng vô. 1, 2, 3 vô. La là hết thường. Wow. Ngon quá. Sự gọi cuốn trước thì gọi cuốn nó ngon khó đỡ. Cho nên ăn gọi cuốn trước. Giỏi. Bữa nay 30 Tết rồi ông bà cô chú. Bữa nay chuẩn bị sang qua năm mới à. Đón cho thừa 12 giờ đêm, đón cho thừa sang qua năm mới nha ông bà cô chú. Anh chấm cái sốt tương này anh ngon không anh? Ông chấm thêm cà. Ngon hơn mắm nêm không? Không chấm thêm cà. Anh thích mắm nêm hả? Mắm nêm hả?
nãy giờ chấm mắm liền. Nãy tôi cho nhỏ cái. Cái này tương cờ mà, tôi bỏ mắm liền. Cái này là sắp tương. Rồi phải mắm niêm em. Ông chả thì ông tưởng đâu nãy giờ là chấm cái này là mắm niêm. Cái này là sốt tương mà nó ngon, ông bầu chút. Nó ngon. Ông chả thì ông tưởng là mắm niêm thôi. Ăn cuốn nó đen. Bá chả cái sốt tương nó ngon. Ngon quá vậy con. Trời ơi. Cái gì vậy? Từ từ ăn thôi con. Cột quá là chán. Không con. Lần nào ăn đều cũng tập trung cao độ, không nói chuyện trong bụng chú nghe. Ê mày bé kìa, bé chân hả? Đâu rồi? Ôi ơi, cũng thích ăn cái phần cánh giống mẹ chàng. Thôi ăn luôn. Chén tương. Ngon mà. Ngon. Em mà cả nhà ăn nha, gà với Huyền nha. Trời ơi, tới nước nữa ờ. Con ăn chậm chậm từ từ thôi. Con ăn quá chừng con mắc nạn á. Hiểu không? Bữa nay có hát cho mẹ của chú nghe nữa không? Sao vậy? Con mắc ăn đúng không? Con mắc ăn hả? Mệt có không hát được. Trời ơi không, trời ơi mệt có con hát không có được. Mất ăn nó mệt anh. Mất ăn mệt đúng không? Gật đầu. Mất ăn mệt. Ai mua cây cà cho con hả? Mẹ. Ai mua cây cà cho con? Mẹ. Dạ mẹ. Mẹ hay là ba? Mẹ, ba luôn. Mẹ nói là ba mua mà chứ không phải mẹ mua á. Ba mua mẹ mua luôn mà. Ba mua rồi mẹ mua luôn hả? Hai người mua luôn. Ba mua rồi mẹ mua luôn. Để đại đây đi con, để đại đây đi. Nó dữ. Con có thích thịt gà không mà mẹ thấy con ăn thấy nghe cảm thấy không nói chuyện luôn. Tập trung đó. Ngon không? Ngon. Con thích không? Thích. Thích hả? Hẹn gì? Tập trung ăn quá chợ, không làm nói chuyện câu nào á. Mau quá ha. Lớp tới rồi. Con ăn bánh canh nha. Ăn chấm bánh canh này đi. Không có bánh canh nữa mà. Cái này nó mang bánh canh ông bảo chú ơi. Nghe thịt gà. Ông xã Huyền á, lúc trước ổng không thích ăn mấy cái gà chiên như vậy đâu ông bà cô chú. Huyền làm clip kêu ăn giờ hình như hơi bị nghiện à. Cũng hơi bị nghiện rồi vì nó ngon quá. Cái gà chiên này ông chỗ này chị này chỉ làm ngon lắm. Ông xã Huyền là ông kén ăn thịt gà nhất luôn á, không ăn thịt gà chiên rồi. Thịt gà luộc cũng ăn luôn đó ông bảo chú. Mà gà mà đem đi ram xả ớt rồi ha. Ăn chừng vài cục là dữ lắm à. Không có ăn nhiều đâu mà. Mà hôm nay quay clip kêu ăn được một hai lần giờ nghiện rồi.
Cay nha, cay quá. Có chân cà không? Có. Không cay đâu. Ăn phải lăng chiên mà quá trời. Huyền mà cái nhà uống nước kéo Huyền nha. Thì đi rót nước suối cho con gái Huyền á, ông bà cô chú, tại vì nước ngọt á, con gái Huyền Abidan không có cho uống. Uống nước suối đi. Cái phần bánh canh của con gái Huyền miên tô. Bánh canh cua ngon quá trời ngon luôn bà cô chú. Nè, miên tô quá trời nè. Mà con gái Huyền nó không ăn ông bà cô chú ơi. Nè. Đó, miên tô bánh canh ngon quá trời nè. Thịt cua với thịt ghẹ luôn ha, phải không anh? Thịt cua với ghẹ chung đúng không? Xé nhuyễn nát trong này luôn nè ông bà cô chú. Mà con gái Huyền không ăn. Để đây đi. Chút xuống hâm nóng lại cho con gái Huyền nó ăn sao. Nè, nè Huy. Huyền mời ông bà cô chú ăn với Huyền đó nha. Ê, rồi cô con. Cho con à. Món ruột mà. Món ruột của mẹ. Khoái lắm. Chơi như không được à, ăn gì bỏ rồi. À, ăn được cho ăn rồi. Cái chân bị xương á con. Gỡ xương ra. Em mày gỡ ra. Cảm ơn tôi rút thịt đúng rồi. Rút cái mà cô vịt. Rút ra không liền luôn. Cái anh cổng rồi. Từ từ thôi con. Không có chung. Chôm à. Vô. Vô. Wow. Còn tô bánh canh này của con gái Huyền để chút nó xuống á, Huyền sẽ hâm lại. Rồi cho con gái Huyền nó đói mình sẽ đút cho con gái Huyền ăn nha. Bây giờ gái Huyền nó no lắm rồi. Thì bây giờ gia đình của Huyền cũng xin kết thúc video luôn cả nhà. Cả nhà thấy hôm nay gia đình của Huyền có cái món ăn siêu hấp dẫn, thì cả nhà hãy đăng ký like share ủng hộ cho gia đình Huyền nha cả nhà. Thì đặc biệt nhất là con gái của Huyền hôm nay ăn rất là giỏi, ăn lẹ làng, hết nhanh lẹ nè ông bà cô chú ơi. À, ông bà cô chú thấy có cô te, ông bà cô chú hãy cho một like, một đăng ký ủng hộ cho gia đình Huyền nha. Huyền xin bye bye. Bye bye chị.